chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ung từ trong ung ra, Đảng Cộng sản làm sao tự sạch cho được. Vấn đề cán bộ né tránh, đun đẩy trách nhiệm, không dám làm việc là hậu quả của chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy người Cộng sản luôn hô khẩu hiệu tốt đẹp về đảng của họ, về nhà nước của họ, nhưng họ biết rõ hơn ai hết, bên trong thối nát đến nhường nào. Những người không dám làm việc, họ có cái lý của họ. Ung nhọt từ ngay bên trong cơ quan thanh tra. Vấn đề của Việt Nam hiện nay là luật pháp không nghiêm minh. Sự không nghiêm minh đến từ hệ thống luật pháp rối rắm, chồng chéo lẫn nhau, không biết đâu mà lần. Hệ thống luật pháp của Việt Nam có hiến pháp, các bộ luật, luật và các loại văn bản dưới luật. Ngoài ra, đảng viên còn chịu sự kiểm soát của điều lệ đảng. Nghĩa là một quan chức khi làm việc, họ phải chịu 4 tầng luật pháp kiểm soát. Cái đáng ngại nhất là các văn bản dưới luật, các bộ ban hành ra vô tội vạ. Văn bản này đá văn bản kia. Nếu làm đúng theo văn bản này thì lại sai với văn bản khác. Vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại từ năm này đến năm khác mà không có cách nào thay đổi cho được. Ngoài ra, ý thức tuân thủ luật pháp của quan chức Việt Nam rất kém. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó nói rằng chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi trước dân, dân sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nghĩa là một ông làm đến bộ trưởng mà không có ý thức thượng tôn pháp luật, cho rằng nếu quan chức sai thì chỉ có xin lỗi là xong, chứ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như người dân khác. Tổng hợp những thứ đó lại thì có thể nói rằng dù quan chức làm đúng luật cũng chưa chắc gì thoát tội, mà quan chức làm sai luật lại hoàn toàn có thể thoát tội. Bởi luật chồng chéo và mâu thuẫn lẫn nhau nên quan chức có thể làm sai rồi tìm cách diễn giải theo cách khác. Chống tham nhũng, đầu hàng trước tham nhũng. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng phát động mạnh chiến dịch đốt lò. Những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ăn bạo cũng có cách để ẩn nấp. Hầu hết các quan chức đều có nơi trú ngụ cả. Họ chẳng ngán ngại gì cái lò của ông Trọng. Họ cứ ăn, họ cứ phô trương mà không hề sợ. Bao nhiêu quan chức xây biệt phủ từ Bắc đến Nam, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chẳng bắt được ai. Bao nhiêu quan chức đồng hồ tiền tỷ thì ông Trọng cũng cho có điều tra ra đầu. Và rất nhiều chuyện khác nữa, quan chức nào thấy mình đã ở trong bong kè an toàn thì người đấy chẳng sợ gì lò, chẳng sợ gì lửa. Vào năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thanh tra Chính phủ lúc đó có nói rằng chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước. Không ai hiểu Cộng sản bằng chính người Cộng sản. Trong giới quan chức có đầy rẫy vùng cấm mà không ai có thể công phá được. Vì thế mà thanh tra cũng vô dụng. Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ủy ban trung ương về phòng chống tham nhũng. Những cơ quan này lập ra đầy rẫy từ trung ương cho đến tận địa phương, nhưng xem ra không có tác dụng. Với những ổ ẩn nấp cho tham nhũng cứng như bong kè, thì có bao nhiêu cơ quan thanh tra, bao nhiêu cơ quan chống tham nhũng cũng không làm gì được họ. Mới đây, thanh tra Chính phủ buộc thôi việc 6 cán bộ vi phạm đến mức bị truy cứu hình sự. Nói chung, giờ đây tham ô ngay trong cơ quan thanh tra. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng bảo phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Đảng Cộng sản đã mục nát từ bên trong, dù lập bao nhiêu cơ quan thanh tra, kiểm tra thì những cơ quan đó cũng sẽ nhiễm bẩn và chỉ cần phải thanh tra cũng không ra. Một bộ máy từ Bắc đến Nam, từ Chính phủ đến Trung ương và địa phương tê liệt. Đảng Cộng sản ung nhọt từ trong ra, nó đã thối nát đến nhiều năm rồi nhưng nó vẫn đứng vững bởi nó đang dùng công an trị, dùng tuyên truyền để nhồi sọ và giáo dục ngu dân. Thế chân vạc này vẫn đang rất vững, tuy nhiên thực tế thì bất mãn của dân ngày càng tăng và cũng sẽ tới lúc xã hội Việt Nam bật dậy như lò xo bị nén quá mức vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn miệt mài đốt lò, ông Trọng đã già và chẳng còn thời gian bao lâu nữa. Ông sẽ phải từ giã quyền lực. Lúc đó Đảng Cộng sản sẽ kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ung từ trong ung ra, Đảng Cộng sản làm sao tự sạch cho được. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đưa đất nước cất cánh, nhiệm vụ bất khả thi của Đảng. Xã hội Việt Nam phát triển một cách hào nhoáng từ thời kỳ mở cửa năm 1986 cho đến nay. Nhìn bề ngoài, người dân không còn phải ăn khoai mì, khoai lang hay bò bò thay cho gạo. Ngày nay, xe máy là phương tiện phổ biến, nhiều gia đình đã mua ô tô. Tuy nhiên, đấy chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất, chất lượng cuộc sống, chất lượng môi trường xã hội và môi trường tự nhiên đã đến mức báo động. Đảng Cộng sản Việt Nam không biết tự lượng sức mình. Nếu so sánh với chính quyền trong quá khứ thì ai cũng thấy mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ tự so sánh với chính mình thì không ai thấy bản thân mình tụt hậu. Vấn đề quốc gia cũng như vậy. Đất nước Việt Nam hôm nay so với đất nước Việt Nam hôm qua thì có tiến bộ hơn. Đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước khác thì Việt Nam đang tụt hậu về chất lượng cuộc sống. Hiện nay, người dân Việt Nam thu nhập không đủ sống. Số lượng công việc và trên nền kinh tế tạo ra không đủ lo cho việc của người dân. Vì vậy, xã hội Việt Nam đầy rẫy những người bán hàng rong, bán vé số, ăn xin và làm đủ thứ nghề khác. Đây là hậu quả tất yếu của một nền kinh tế kém cỏi, không thể giải quyết được việc làm cho đại đa số quần chúng, nên người dân phải bươn chải, tìm mọi cách để có miếng ăn. Điều đáng nói là người dân Việt Nam hiện nay không được nhà nước Việt Nam cung cấp an sinh. Họ bỏ mặc dân theo kiểu trời sinh voi, trời sinh cỏ. Cho nên, khi người dân không đủ tiền cho con ăn học, thì trẻ nhỏ phải nghỉ học để đi bán vé số hay đi lao động từ rất sớm để phụ giúp gia đình từ bé. Người dân nào không có tiền thì đừng đi bệnh viện, bởi nhà nước không bao giờ trợ giá hay bao cấp y tế cho người dân. Dân chết mặc bay, tiền thầy, đảng bỏ túi. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết đuổi hình bắt bóng. Chưa có nơi nào trên thế giới mà người dân không đủ bệnh viện để chữa bệnh, không đủ trường cho con đến học, thiếu cầu đường cho học sinh ở vùng cao đi học, nhưng chính quyền lại đua nhau xây những cổng chào hàng trăm tỷ, xây tượng đài hàng ngàn tỷ khắp nơi từ Bắc đến Nam như ở Việt Nam. Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tập trung vào nhóm rất giàu và quan chức, còn người dân thì không được hưởng lợi bất cứ dịch vụ an sinh xã hội nào. Có người nói rằng nhìn vào bảng phân bổ ngân sách của Trung ương Đảng là biết ngay Đảng trọng dân hay khinh dân. Nếu nhà nước biết trọng dân, họ sẽ chi cho an sinh nhiều và chi cho công an ít. Nhưng nhà nước Cộng sản thì chi cho y tế chỉ bằng 1/13 chi cho công an và chi cho giáo dục chỉ bằng 1/16 chi cho công an. Khi một nhà nước chỉ biết đè đầu dân mà trục lợi thì không bao giờ đất nước tiến bộ lên được cả. Mà nó chỉ tạo ra một xã hội đầy rẫy bất công. Tiền của xã hội dồn hết cho giới doanh nhân biết kết hợp với quyền lực và dồn cho quan chức mua nhà, sắm xe, đưa con đi du học, thậm chí gửi tài khoản ở nước ngoài. Hiện nay xã hội Việt Nam là một xã hội tệ hại. Đi khắp khu vực Đông Nam Á thì ắt hẳn mọi người sẽ nhận ra rằng những xã hội của các nước khác trong khu vực bình yên hơn Việt Nam rất nhiều. Hiện tượng trộm cắp không phổ biến như ở Việt Nam, con người không lừa lọc lẫn nhau như ở Việt Nam. Sự bình an do môi trường xã hội lành mạnh tạo nên chất lượng cuộc sống. Nhiều nước trong khu vực không giàu hơn Việt Nam về mặt thu nhập quốc dân tính theo đầu người, nhưng môi trường xã hội của họ bình yên, ít lo trộm cắp, ít lo lừa lọc hơn. Những giá trị đấy mang đến cho người dân chất lượng cuộc sống tốt lên. Những người đứng đầu đảng qua các thời kỳ hoặc vô năng hoặc bảo thủ thì làm sao đất nước có thể cất cánh lên được? Chất lượng môi trường xã hội là thứ không thể mua được. Đây là giá trị cốt lõi tạo nên một xã hội văn minh, chứ không phải chỉ có thu nhập cao mới có văn minh. Và thực tế, cái cách cai trị xã hội Việt Nam như hiện nay, Đảng Cộng sản không thể dẫn dắt nước này đến với văn minh tiến bộ cho được. Ngoài vấn đề xã hội thì ở lĩnh vực kinh tế, Việt Nam cũng đang mất cơ hội để cất cánh rồi. Dưới bàn tay của Cộng sản, Việt Nam bị dìm dưới lớp bùn đói nghèo,
và lạc hậu, mãi mãi cứ như thế. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin Đưa đất nước cất cánh, nhiệm vụ bất khả thi của Đảng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.